Xin giới thiệu đây là vườn trồng cà phê của anh A Đó, được đào bằng máy đào này. Đây sáng cũng trồng rồi chứ. Trồng gì? Trồng đây thì chưa tém bầu lại này, trồng phải tém bầu lại. Đây mới trồng. Ở trên đây thì bà con người sẽ đang rất là chịu khó. Hiện tại thì đã trồng một ít rồi. Bà con xử lý đất cũng rất là kỹ, cũng được rải vôi. Tuy nhiên thì cái cách trồng cũng chưa hợp lý, trồng quá sâu và chưa tém bầu. Vì trồng như thế này thì khi mà mưa nó sẽ đọng nước vào trung tâm cái cây thì nó sẽ dễ làm bị thối cái bộ rễ. Đó là tấp lều của người sẽ đang khi làm trưa là nghỉ trưa lại. Đây bà con trồng có trồng sen với lúa rẫy. Xin giới thiệu đây là lúa rẫy này. Lúa rẫy trên đây là chu kỳ phát triển để tới lúc thu của nó là phải 6 tháng. Lúa rẫy này ăn rất là cứng. Có chạy ống nước xuống. Đây là anh trưởng thôn A Khen. Đây là anh bí thư. Đây là các hộ tham gia trồng cái giống cà phê TR4. Tối có khi đang ngủ lại đây không? Không cần đâu. Đây là trời nghỉ trưa thôi đúng không? Đấy, trời nghỉ trưa này. Trưa mà nằm đây ngủ mát lắm đây. Đúng không? Đây bà con trồng cà phê đào đường đồng mức. Đào tương đối bài bản. Đâu công. Hai xe nó mới nhanh. Đây mùa hè gọi là theo mẹ ba mẹ lên rẫy này. Bé thì ba mẹ lên rẫy. 7 tuổi hả? Yeah. Cái cây kia là mua giống ở đâu? Rồi sau khi chị rải vôi, chị rải cái phân hữu cơ á, bây giờ chị trộn cút trộn đi. Rồi. Cho thêm trộn nữa. Không có phân kia rồi. Rồi chị cút hình mẫu rồi chảy lên rồi xong chị cút cái hố. Rồi. Rồi chị đặt cái bầu vô, chị xé. Nếu mà có cái dao thì chị lấy cái dao chị cắt cho nó dễ. Xé thì dễ vỡ bầu lắm đấy, cái bầu đấy thấy nó dễ vỡ chưa? Rồi, đặt xuống. Rồi, cái mặt của miệng đó là nó vừa ngang là được, rồi chị tấp đất lại. Đưa đất lại xung quanh đó, vung cao lên một tí, vung cao lên, lấy cái cuộc cao lên rồi quá cho nó cao lên, cao lên vung lên giống như cái mâm xôi vậy đó, vung lên đó, rồi đó, đúng rồi đó. Rồi ok chưa? Vì sao? Vì ví dụ như là nó mưa một hai cơn thì nó không có gì. Còn ví dụ nó mưa, có trường hợp nó mưa cả tung thì sao? Là nước rộng nó ra đây luôn, ra ngoài đây. Động cho tiền thoát ra. Còn nếu mà anh mà trồng như dưới kia nó cái ở giữa nó lõm vô giữa. Thì trường hợp nó mưa nhiều á. Đó mấy cái đó là nó động vô nó dồn vô cái bộ óc của mình. Bây giờ cái đó bây giờ mình làm cái rãnh đi, làm rãnh xung quanh cho nó đỡ. Còn mà lên cao vậy là nó cũng dự 7 đến 10 ngày sau á. 10 á, 10 cỡ 10 ngày, 10 15 ngày sau á. Cút một cái rãnh ngay đây này. Rãnh nhẹ thôi. Hai bên. Thôi được chưa? Xong cái là rải cái phân vô cơ sáng á. Xong lắp lại nha. Rải xong là lắp lại nha. Cho đỡ nó đỡ bốc hơi. Đỡ bốc hơi hơi của cái phân á. Là được. Bên em trông chưa? Ai luôn thực hành. Ừ, cho em tự làm thôi. Rồi cút
Không, cái này em ước cho nó khoảng 3 kg đi. Cái đó cỡ cỡ ký rưỡi thôi, thêm một lần vậy nữa. Ừ, thêm đi, sợ gì đâu. Phân vi sinh mà sợ gì đâu. Rồi. Rồi em trộn đi. Ừ. Đi quanh tròn tém tròn lại. Đó là to cao quá rồi, vừa thôi đó. Đó giờ là đẹp rồi. Đó. Làm sao cái mặt cây nó cách lên trên khoảng cỡ 15 20 phân là được, đừng có cao quá, cũng đừng có thấp quá. Đó sao cuốc cuốc. Ừ, cuốc giữa hố. Rồi. Rồi, vừa cái bầu của mình thôi, em đừng cuốc sâu quá rồi. Em xé cái bầu đi. Em coi cái đít cái bầu nó có cái rễ cọc thì em cắt cái rễ cọc. Cái xé ra trước mà thấy chứ. Theo cái viên kìa, đây là cầm theo cái dao, hiểu không? Bây giờ nó có cái rễ chuột của nó thì em cắt. Để sau nó lớn nó khỏi đi méo cái rễ nó yếu cái cây á. Không có. Rồi, đặt đi. Chặt không? Rồi đặt. Ừ, đặt đi. Con đưa lên coi đã. Đây không có. Rồi. Nén quanh lại. Cứ cào mạnh tay vô sợ gì đâu. Đó, em cứ cào xung quanh cho nó lấp luôn cái mặt vừa tới cái mặt là được. Đó, rồi em nén nhẹ tay một phát. Rồi vậy thôi. Đó. Rồi. Là sao là nó phải bầu như thế, đừng có mà nó thấp giữa, nó giữa thấp quá. Trong gió. Vậy là ok đó. Bộ gạn trông á. Chủ vườn. Bộ gạn là chủ vườn trồng cà phê. Sài thoại có 3 4 mắt chứ không có. Phải giống mà. Hẹn mấy anh 25 26. 26, 27 về đây cho anh. Rồi anh em mới lại làm nha, chào nha. Ai rút nha.